Xin chào em, mình đang có cái Dana ABTC. Thì đây là cái dòng tai nghe high-end ha, có cái giá rẻ hơn so với lại cái dòng cao cấp của Abis là AB166. Thì cái Dana TC này nó có giá là 115 triệu. Thì những cái gì mà Dana TC có theo mình, thứ nhất là nó rất là gọn gàng, rất là nhẹ nhàng. Tức là anh em có thể mang nó đi di động được. Bên cạnh anh em đeo nó, sử dụng nó cũng dễ dàng, thoải mái hơn rất là nhiều nếu mà so với lại cái AB166. Tiếp theo thì nó được làm chính cái phần housing, phần hộp và đệ tai vẫn là bằng nhôm. Rồi cái phần bên trên này được làm bằng da, dây bát là bằng da. Về khả năng chơi âm thanh của nó thì mình đánh giá nó rất là cao, thuộc cái nhóm tai nghe high end. Tuy nó không so được với lại cái AB166 của họ. Rồi, bây giờ mình sẽ nói chi tiết hơn. Rồi bây giờ trước tiên mình sẽ nói về cái phần thiết kế hoàn thiện cũng như vật liệu mà Abis họ dùng trên cái Dana TC. Về thiết kế thì em thấy rằng là nó có một cái tai nghe với thiết kế nhìn nó gọn gàng hơn, và theo mình thì nó nhìn nó dễ chịu hơn, nó thân quen hơn so với lại cái AB1266. Và cái đặc điểm mà mình rất là thích ấy, đó là nó rất là nhẹ nhàng và rất là gọn gàng. Đó, nó gọn gàng không chỉ khi anh em đeo lên tai, và nó có thể gọn gàng hơn khi mà anh em có thể xoắn nó lại ở một cái hình dáng như vậy. Thì như vậy, bên cạnh cái túi đựng tai nghe mà Abis họ cho anh em, thì anh em có thể làm những cái túi nó mỏng hơn, nó gọn hơn. Đó. Nhưng mà nhé, thì mình sẽ bỏ một cái túi như vậy, nó gồm cả tai nghe lẫn cái Google 2 của mình, cũng như một số cái dây cáp khác. Thì như vậy, nó rất là gọn gàng, rất là nhẹ nhàng, mình có thể mang nó đi như là một cái tai nghe du lịch được. Thì đây là cái điều khác biệt lớn nhất ha. Bởi vì trước đến giờ khi mà chúng ta sử dụng những cái tai nghe high-end thì gần như chúng ta sẽ đồng nghĩa với cái việc là chúng ta sẽ sử dụng nó ở nhà. Còn khi di động thì chúng ta sẽ chấp nhận là sử dụng những cái tai nghe ở cái khúc thấp hơn, chứ không phải tai nghe high-end. Bởi vì tai nghe high-end hầu hết là những cái tai nghe rất là to, rất là nặng. Từ cái Sennheiser 800 hay là LCD 453 hay là những cái tai nghe khác, nó đều rất là to, rất là nặng, không thể nào di động nhỏ gọn như cái này được. Thì đầu tiên là mình thích cái đó. Mình nghĩ cái lý do mà Abis họ làm cái Dana TC này nó gọn như vậy là bởi vì khi họ ra cái AB1266 nó quá cồng kềnh, nó quá nặng. Và năm 2013 họ ra cái đó, và khách hàng đã complain, đã than phiền rất là nhiều. Cho đó là khi 2018 họ ra cái dòng Dana này thì họ đã cố gắng tìm cách để họ xử lý, để cho cái tai nghe Dana này nó nhỏ gọn hơn nhiều so với AB1266. Nhưng mà điều đó tuyệt vời, khi họ xử lý quá đà thì họ tạo ra một cái tai nghe mỏng nhất thế giới, tai nghe từ phẳng mỏng nhất thế giới. Và cái headband của nó có thể tuyết được, rất là mỏng, rất là đẹp. Đó, nó tuyết được, gọn gàng, và như vậy chúng ta có thể mang đi được. Đó, thì đó là cái phần về thiết kế, thì mình đánh giá rất là cao cái phần đó. Cái phần housing chính để chứa tai nghe nó được làm bằng nhôm. Đó, ở bên trong sẽ là cái phần màng loa từ phẳng, ở bên trong chỗ mình chỉ tay này. Bên ngoài thì nó có cái phần thông ra sau, bởi vì đây là tai nghe open pack. Và em thấy rằng là cách thức mà họ hoàn thiện cái phần này nó cũng không có giống như những tai nghe khác. Nhìn nó điệu hơn, nhìn nó đẹp hơn. Nó tên là Dana mà. Ở trên này thì nó có một cái logo của Abis. Và em thấy rằng là đây là một cái khối liền lạc với nhau, họ dập và rất là mỏng. Sau đó họ bỏ cái tai nghe vào trong, rồi họ bắt những con ốc để có cái màng bên ngoài. Đối với lại cái Abis AB166 thì họ bắt ốc cả bên này nữa, mà đây họ làm ít ốc hơn. Thì đó là hai bên như vậy, khá là gọn gàng hơn. Về cái headband á, thì được làm bằng da đó. Và headband nó sẽ liền xuống dưới, nó mỏng, nó không có dày như là hồi trước. Và nó rất là dễ dàng ha, có thể xoắn được, có thể ok. Cái phần mà tăng giảm cái độ lớn của cái tai nghe á, thì nó nằm ở bên hông này ha, được làm bằng carbon. Đó, bên trong thì khi anh em nhìn vào, anh em thấy được rằng là nó có logo cờ Mỹ ha. Và cái tai nghe này được làm ở Mỹ, in chữ ở đây, in chữ ở đây. Và cái sự tăng giảm nó được kéo ra kéo vô như vậy đó. Nó không dễ dàng lắm, nó không dễ dàng lắm, nhưng mà cũng được, không phải quá căng thẳng. Và em thấy rằng là khi mà nhìn tổng thể về cái tai nghe này, cũng như nhìn chi tiết hơn đó, thì mình cảm nhận rằng là cái Abis họ rất là giỏi trong cái chuyện là làm cái những cái phần CNC ha, như là cái phần housing để chứa tai nghe, những cái phần carbon hay những cái phần logo gì đó, họ làm rất là đẹp. Tuy nhiên cái phần da hay như headband này họ lại không giỏi. Trước tiên anh em cảm nhận được là cái phần viền này nè, mép da nè, thì họ có sơn một cái lớp để mà che cái mép da đi. Thì cái lớp sơn nó rất là nham nhở, rất là xấu, không có đẹp.
Đó, đường chỉ may cũng bình thường, không có gì đặc sắc nếu mà so với lại những cái tai nghe xịn khác. Cái phần lót da bên trong cũng vậy, nhìn cũng rất là bình dân, không có gì đặc biệt. Và đây là cái phần earbud. Thì earbud thì mình thấy nó cũng được ha. Các phần da bên ngoài, độ mềm nó cũng được. Rồi nó có một cái lớp màng ở giữa như vậy, rất là đẹp, nhìn xuyên qua giống như không thấy. Tuy nhiên cái phần nam châm mà để hít giữa cái earbud này vào trong cái tai nghe thì nó lại không có đẹp, không có xịn ha. Anh em có thể nhìn thấy được những cục nam châm lòi ra như vậy. Có một cái đặc điểm mà mình nghĩ là anh em sẽ thích khi mà so sánh cái earbud này với lại cái iPhone 6 là gì. Bây giờ nó chỉ có 4 cái chấu để gắn vào trong cái earbud và trong cái tai thôi. Như vậy chúng ta dễ dàng gắn hơn rất là nhiều so với ngày xưa. Ngày xưa nó có tới 86 cái chấu lực, do đó khó bắn, khó gắn lắm. Đó, chúng ta gắn như vậy. Và khi gắn vào thì nó sẽ rất là đẹp. Tiếp theo thì anh em thấy rằng là cái phần đây, phần da dán giữa cái earbud vào trong cái viền của nó thì nó lộ keo ra, không có đẹp. Đó, thì mình thấy rằng là có vẻ họ rất là giỏi trong cái chuyện làm CNC, làm carbon, làm nhôm, làm sắt, làm ốc, nhưng mà riêng về phần da họ là không có giỏi, không có đẹp. Về kết nối thì khi mà anh em mua tai nghe, anh em sẽ có rất là nhiều lựa chọn kết nối khác nhau. Nãy giờ mình chỉ cầm cái tai nghe không là bởi vì mình chưa có nối cái dây vào, còn đây là cái dây mình xài. Cái dây mình xài thứ nhất thì nó là cái dây XLR, đầu XLR 4 chân ở đây, và nó sẽ đi ra cái tai nghe bằng hai cái đầu nhỏ nối với tai nghe này. Đó. Nếu mà anh em thấy bình thường thì em thấy rằng là cái này nó quá sức là cồng kềnh. Tuy nhiên trong thế giới tai nghe hai em thì nó sẽ phải là như vậy. Cái chốt khi mà gắn vào á, rất tiếc đó là một cái thiết kế đặc biệt ha, chứ không phải là cái chốt chung. Do đó là anh em phải mua cái chốt mà làm cho cái tai nghe này mới được. Chứ anh em mua chốt khác á, thì nó sẽ không vào hết. Bởi vì nó có một cái phần thiết kế bầu ở đây. Và đây là cái tổng cái sợi dây, tổng cái tai nghe mà có. Theo mình thì cũng không cồng kềnh lắm. Mình dùng thêm một cái adapter này ha. Đây là adapter đổi từ XLR sang cái 6.3. Bởi vì sao? Bởi vì bữa giờ mình thử nó với cái Hugo 2 của mình, tức là cái DAC-AM di động cho cái tai nghe mình. Thì mình thấy rằng là anh em có thể lựa chọn rất là nhiều cái option về dây, nhưng mà đây là một cái bộ mà phù hợp nhất. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là chúng ta có thể mang đi di động được ha, xài Hugo được. Thứ hai là ở nhà thì chúng ta sẽ nghe nó bằng cái cổng XLR thì nó sẽ có cái chất lượng tốt hơn. Tuy nhiên chúng ta phải hy sinh ha, hy sinh xíu chứ. Đời mà cái gì cũng vậy, luôn luôn phải có một sự hy sinh nhất định. Không bao giờ có một cái gì nó đáp ứng tất cả cái sự thỏa mãn của chúng ta được. Về âm thanh thì mình muốn chia sẻ với anh em một số cái như sau. Cái Dynatc này nó là của Abyss, cho đó nó vẫn có những cái đặc trưng của những cái tai nghe do Abyss làm. Thì mình đã nghe qua cái AB1266 thì nhận thấy rằng là Dynatc này nó sẽ có được những cái mà cái AB1266 cái hay nó có. Thứ nhất là âm thanh nó rất là chi tiết. Thì đây là cái mang lại được do cái màn loa từ phản đặc biệt của họ. Thì khi mà cái âm thanh nó chi tiết thì những em chơi nhạc, những em thích nghe nhạc thì anh em sẽ thích. Nghe nhạc là gì? Tức là có những người thích nghe hát, có những người thích nghe giai điệu. Nhưng mà những cái người mà chơi nhạc hay em, những người mà thích nghe nhạc như mình nói, họ thích nghe những cái nhạc cụ được chơi trong một bài hát và những cách mà người ta chơi nhạc, thì họ chơi rất là chi tiết, thì cái tai nghe này thể hiện được. Hay là chơi rất là mạnh thì nó vẫn thể hiện được. Thì đó là những cái đặc trưng của cái AB1266 thì nó vẫn có trên cái Dynatc này. Nhưng mà mình đánh giá là nó sẽ ở một cái mức độ thấp hơn chút xíu. Và nếu mà so với lại những cái tai nghe mình từng nghe như là những cái AudiZ hay là tai nghe in-ear hay này nọ, thì mình đánh giá là cái Dynatc này nó sẽ ở cái khúc tai nghe high end giống như là cái AudiZ LCD 5. Mình thấy là chi tiết nó tốt hơn, nhưng mà bass nó yếu hơn chút xíu. Và tổng thể thì mình nghĩ rằng là nó sẽ hơn LCD 5 một chút nếu mà anh em chơi những cái nhạc rất nhanh, rất mạnh. Còn chơi nhạc mềm hơn, voice nhiều hơn thì nó vẫn ngon, nhưng mà nếu mà so với LCD 5 thì nó thấp hơn xíu. Mình nghĩ rằng là tổng thể thì mình thích nó hơn bởi vì mình nghe nhạc mạnh nhiều hơn là nghe nhạc nhẹ. Dĩ nhiên về cái chuyện mà chơi nhạc thể được như thế nào, thông số ra sao thì nó đòi hỏi phải một cái sự diễn đạt khác cụ thể hơn, có thể bằng sóng, bằng tần số này nọ. Hy vọng là bọn Nhật bên audio tinh tế học bạn sẽ nghe và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Còn mình chỉ nói sơ sơ cảm giác của mình, bởi vì mình là một người thích nghe nhạc hay mình chia sẻ cảm xúc của mình thôi chứ không về kỹ thuật. Kết lại ha, thì anh em thấy rằng là đây là một cái tai nghe có cái mức giá là 115 triệu, rất là đắt ha, nằm trong phân khúc những cái tai nghe đắt tiền nhất của những cái tai nghe bán nhiều. Nó có xứng đáng hay không? Theo mình thì nó sẽ xứng đáng hơn nếu mà giá của nó ở đâu đó khoảng chừng 80 triệu hay là hơn 80 triệu chút xíu. 115 triệu thì quá mắc. Cũng có thể là do cái đồng tiền của chúng ta nó rớt giá, do làm cho cái giá cả nhập khẩu nó cao lên thì nó mắc hơn.
Nhưng mà như suy nghĩ của mình thì đâu tầm 80 triệu hơn chút xíu thì tốt hơn là 115 triệu. Vậy thì anh em chơi tai nghe hay em có nên mua nó hay không? Mình thấy rằng là nếu mà anh em là người thích di chuyển, công việc nó buộc chúng ta phải di chuyển, hay là gia đình nó buộc chúng ta phải di chuyển, nhưng mà chúng ta vẫn muốn có được âm thanh hay trên đường chúng ta đi, hay chúng ta đi nghỉ dưỡng, chúng ta đi công tác mà chúng ta vẫn muốn nghe nhạc chất lượng cao, thì có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất và duy nhất lúc này. Anh em cần một cái DAC di động theo nó nữa. Ví dụ như mình nghĩ là cái Hugo 2 là được, là tuyệt vời. Và như vậy nó sẽ là bộ đôi duy nhất cho được cái âm thanh chất lượng cao, âm thanh hai em, so với lại một cái dàn tai nghe anh em để ở nhà. Những cái tai nghe khác, hai em khác nó cũng cho được cái âm thanh đó, nhưng mà nó khó khăn hơn trong cái chuyện mang đi. Cái tai này nó gọn gàng, nó nhẹ nhàng và anh em mang đi được. Rồi, xin cảm ơn anh em.